Chào mọi người, hôm nay ngày 26 tháng 7 mình có một số cây phôi bạch sơn liễu giao lưu đến mọi người. Bạch sơn liễu là dòng cây có hoa nở rất là đẹp, hoa nở chùm. Đặc biệt dòng này rất là dễ cho hoa. Sau khi vặt lá 30 ngày thì cây sẽ bắt đầu cho hoa. Đầu tiên là cây bạch sơn liễu loại số 1, giá là 250 bao ship. Cây hai thân dáng mẫu tử, cây u nâng nhìn rất là già, chiều cao gần 40, giá chỉ 250 bao ship. Tiếp theo là cây bạch sơn liễu mã số 2, giá là 250 bao ship. Cây một cốc, cốc rất là to. Hoành thân cây này tầm 30, cây rất là to. Chiều cao hơn 40. Tiếp theo là cây bạch sơn liễu mã số 3, giá là 250 bao ship. Cây có đường thân lắc nhẹ. Cây lắc hình chữ Z, chiều cao tầm 35, giá là 250 bao ship. Cây số 4 giá là 220 bao ship. Cụm mini 3 thân. Chiều cao tầm 25, giá trị 220, mình bao ship. Tiếp theo là cây bạch sơn liễu mã số 5, giá là 300 bao ship. Cục đế rất là to. Chiều cao tầm 35, giá là 300, mình bao ship. Tiếp theo là cây bạch sơn liễu mã số 6, giá là 250 bao ship. Hôm nay mình giao lưu giá mềm để mọi người sưu tầm. Chiều cao tầm 35. Cây bạch sơn liễu mã số 7, giá là 400 bao ship. Cụm rừng 7 thân, cốt rất là to. Chiều cao hơn 40. Tiếp theo là cây bạch sơn liễu mã số 8, giá là 380, mình bao ship. Cây này hoành thân tầm 35, chiều cao 50, giá trị 380. Cụm rừng mã số 9, một cụm rừng rất là đẹp, giá là 420, bao ship. Cụm rễ quấn lên nhau nhìn rất là hay. Chiều cao tầm 45. Tiếp theo là cụm bạch sơn liễu mã số 10, giá là 400 bao ship. Cụm rừng 6 thân, chiều cao tầm 40, giá trị 400. Cây hai thân ôm nhau mã số 11, giá là 420 bao ship. Cây rất là to.
Cây này hoàn thân à, tầm 50. Chiều cao là 50. Cây bạch sơn liễu mã số 12, giá là 280 bao ship. Cây một cốt. Cốt rất là to. Cây này hoàn thân trên 30. Chiều cao tầm 45. Giá chỉ 280 mình bao ship. Và cây cuối cùng trong clip là cây bạch sơn liễu tông cao, giá là 1 triệu bao ship. Cây bạch sơn liễu mã số 13, hoành tổng hai thân là 50, hoành mỗi thân là 30, chiều cao là 1m20. Cây rất là cao to, giá chỉ 1 triệu mình bao ship. Cây mã số 13 cũng là cây kết thúc clip số 1 ngày hôm nay. Hẹn mọi người vào clip số 2. Clip số 2 sẽ là những cây phôi trắc và sơn trà.